Trẻ đi ngoài ra máu nhảy khiến nhiều mẹ phải lo lắng. Không biết em bé có đang gặp tình trạng gì bất thường trong đường tiêu hóa hay không? Tại đây tôi sẽ cho mẹ biết về vấn đề trẻ đi ngoài có máu nhảy là bé đang bị bệnh gì, dấu hiệu ra sao và xử lý như thế nào nhé. Trẻ đi ngoài ra máu nhảy là bị bệnh gì? Trẻ đi ngoài ra máu nhảy bị kết lị. Kiết lỵ là một trong những bệnh hay gặp ở trẻ. Thói quen cho tay lên mút, nhặt đồ ăn dưới đất lên hay ngậm đồ chơi là một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị kiết lỵ. Trẻ bị kiết lỵ có triệu chứng đi ngoài nhiều lần trong ngày. Phân lỏng và có thể có bọt, có kèm theo máu nhầy. Trẻ đi ngoài ra máu nhầy do bị lồng ruột cấp tính. Lồng ruột cấp tính là bệnh lý vô cùng nguy hiểm ở trẻ. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Lồng ruột cấp tính thường gặp ở trẻ ở độ tuổi từ 4 đến 9 tháng tuổi. Tình trạng này là một đoạn ruột bị lồng vào một đoạn ruột gần ngay kế bên, khiến cho chúng bị tắc nghẽn, biểu hiện đau bụng dữ dội, quấy khóc bụng cứng không cho đụng vào. Trẻ đi ngoài ra máu nhầy do bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn. Trẻ em có hệ miễn dịch còn yếu, vì thế rất dễ mắc phải các bệnh nhiễm trùng, trong số các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp nhất là do vi khuẩn E.coli. Khi bé bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa biểu hiện của bé là đi ngoài có máu nhầy Ngoài ra còn có những biểu hiện khác như đi ngoài nhiều, đau quặn bụng, phân có dính lẫn nhảy máu. Trẻ đi ngoài ra máu nhảy do viêm đại tràng. Viêm đại tràng là bệnh lý ít gặp ở trẻ em. Viêm đại tràng là bệnh lý nguy hiểm gây ra những biến chứng như viêm khớp tắc nghẽn đường ruột của bé. Đặc biệt những trẻ bị viêm đại tràng có thể đi ngoài phân có dính nhảy máu. Dấu hiệu trẻ đi ngoài ra máu nhảy. Mẹ có thể nhận biết bé đi ngoài có máu nhảy bằng những dấu hiệu sau đây bé đi ngoài lỏng nhiều lần trên ngày từ năm đến bảy lần phân có kèm bọt quấy khóc không chịu ăn phân bé có mùi nặng hơn bình thường trong phân có lẫn những chất nhầy màu đỏ trẻ đi ngoài da máu nhầy có nguy hiểm không trẻ đi ngoài phân có lẫn nhầy máu thường xuất hiện ở phân dưới dạng đốm máu hay vệt máu có khi những nhầy máu này hòa lẫn với phân của bé có hai mức độ mẹ cần chú ý quan sát bé mức độ nhẹ bé vẫn ăn và chơi đùa bình thường không có biểu hiện gì mệt mỏi hay chán ăn trường hợp này mẹ chỉ cần quan sát xem chế độ ăn của bé như thế nào biểu hiện của bé như thế nào trong những ngày sau đó nếu bé không đi nữa thì mẹ không cần quá lo lắng đâu nhé đối với những trường hợp nặng hơn bé đi ngoài phân có lẫn nhảy máu và kèm theo những biểu hiện như bé không chịu ăn có biểu hiện đi ngoài rất nhiều lần và mất nước nhiều bé không chơi đùa như mọi ngày thì mẹ phải lập tức đưa bé đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời nhé Khắc phục tình trạng trẻ đi ngoài ra máu nhầy như thế nào? Nâng cao sức đề kháng cho hệ tiêu hóa của bé. Để phòng được tình trạng trẻ đi ngoài có máu nhầy, mẹ nên chú ý đến việc nâng cao sức khỏe cũng như sức đề kháng cho hệ tiêu hóa của bé. Bổ sung Amano Enzyme Gold giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Amano Enzyme Gold còn giúp giảm các tình trạng đi ngoài có nhầy ở bé bằng cách bổ sung lợi khuẩn cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa. Thành phần men vi sinh Amano Enzyme Gold Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được. Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được. Bổ sung bào tử lợi khuẩn. Cân bằng hệ vi sinh đường ruột kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu và hỗ trợ chức năng tim mạch. DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Amano Enzyme Gold có chứa các loại khoáng chất như kẽm, canxi giúp tăng cường sức đề kháng và thể lực cho trẻ. Công dụng của Amano Enzyme Gold Bổ sung enzyme lactase giúp trẻ có thể hấp thu được đường lactose một cách dễ dàng. Rất nhiều trẻ bị thiếu hụt enzyme này mà dẫn đến việc không dung nạp được lactose. Bổ sung enzyme amila giờ tác dụng phân giải tinh bột enzyme protease giúp phân cắt các protein cho bé dễ dễ hấp thu bổ sung đủ chất cho bé. Men tiêu hóa trẻ em loại này còn chứa các lợi khuẩn dạng bào tử do đó chúng có khả năng sống ngay ở cả môi trường khắc nghiệt như axit dạ dày hay không bị phá hủy dưới tác dụng của kháng sinh kéo dài. Từ đó giúp bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bổ sung các vitamin và khoáng chất kích thích vị giác ở trẻ giúp trẻ ăn ngon miệng. Tăng quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể như các vitamin nhóm B, kẽm, lysin, ngoài ra xin, canxi, vitamin D là những chất có tác dụng kích thích tăng trưởng chiều cao ở trẻ do đó bé có thể phát triển được chiều cao tối đa. Liều dùng và thời gian sử dụng Đối với trẻ từ 2 đến 3 tuổi, mỗi ngày uống một gói. Đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên, mỗi ngày uống 1 đến 3 lần, mỗi lần một gói. Đối với người lớn, mỗi ngày uống 2 đến 4 gói, có thể chia nhiều lần. Thời gian sử dụng nên kéo dài trong ít nhất 1 đến 2 tháng mỗi đợt, đồng thời dùng nhắc lại từ 3 đến 4 đợt để hiệu quả đạt được là tối ưu. Tại sao nên chọn Amano Enzyme Gold để bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Đây là thương hiệu hơn 120 năm, được thành lập năm 1899, Amano Enzyme Gold là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, tôi đã tin tưởng sử dụng sản phẩm cho những người thân trong gia đình mình. Và tôi cũng đánh giá đây là một trong những sản phẩm enzyme tiêu hóa tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Tóm lại, khi trẻ đi ngoài ra máu nhầy thì cha mẹ cần quan sát bé nhiều hơn để tìm ra nguyên nhân ngoài ra củng cố hệ tiêu hóa ngay từ đầu là cách giúp trẻ hạn chế tổn thương đường ruột và không bị đi ngoài ra nhảy máu nữa xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc lê minh tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo